Rồi, bây giờ mời bạn nam mình sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Dạ, khuyết điểm là em dễ nóng giận với những lý do không đâu vào đâu. Trời đất ơi, tự nhiên có chuyện gì cũng nóng giận hả? Dạ đúng rồi, khi đi em vấp phải đá hay là gì đó em cũng giận. Và có khi em chửi xung quanh mọi Em chửi ai? là chửi động đúng không? Dạ chửi động đúng rồi, vậy chị Thư nó đúng. Dạ. Nắng mưa bất thường luôn hả? Dạ không tới nổi vậy. Mình biết nhậu không ha? Biết chút chút à. Rồi, rồi Đào, em nói về ưu điểm với khuyết điểm của bản thân nè. Dạ, ưu điểm em thì hòa đồng, dễ nói chuyện chị, cũng vui vẻ. Khuyết điểm em cũng hơi nóng tính như bạn nam vậy. Với lại tính em hơi ngang. Dạ, cũng như là mạnh mẽ quá, giống như đàn ông á. Nam tính đó. Ví dụ khi mà gặp một cái tình huống gì em xử lý mà em nghĩ đó là em đàn ông. Công việc sale mà phải giao hàng á, thì thường thường mấy bạn nữ hay là nhờ đồng nghiệp nam giao hàng giùm, nhưng mà không, em là tự làm được là em làm hết á. Chắc do nam tính quá nên mọi người không yêu nên tới ế bận giờ á. Tròn tròn dễ thương. Dễ thương nhưng mà được mấy mối tình rồi Nam Thư? Dạ, cái này em thì mối tình chính thức thì em chưa có. Có hôn nay chưa? Dạ chưa. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Trời ơi. Còn em trai? Dạ em có hai mối tình, nhưng nghĩ là mối tình đơn phương nè. Cũng đơn phương luôn hả? Dạ. Tức là mình yêu người ta mình không có nói? Dạ có, em có nói là bạn, đến khi đến thời điểm em thổ lộ thì bạn đó đã nói có bạn trai rồi. Hay là em nói trễ quá? Dạ cũng có thể. Sao yêu đơn phương không hả? Chào Chẩn. Dạ chào chị Thư. Mặt thấy thương quá. Ý, đợi xíu, anh lính qua đây nhìn nè. Cái gì? Qua đây. Hả? Qua đây. Có gì lạ lắm hả? Sao? Giống lắm. Dạ em chào anh Linh. Cũng múp míp như nhau. Dễ thương, giống. Dễ thương như nhau. Tròn tròn như nhau. Trước giờ yêu đơn phương không hả? Dạ. Trời. Bên đơn phương, bên chưa có mối tình nào hết. Có nắm tay ai chưa? Dạ có. Có hôn cô gái nào chưa? Dạ có không. Ủa đơn phương sao hôn được ta? Hôn qua anh Cảnh nè. À hôn tấm ảnh hả? Hay cái vụ lạ nha. Hôn ảnh là sao? Tức là mình tức lấy là hôn. Bạn nữ không cho hôn thì mình cầm tấm hình bạn nữ hôn cho đỡ. Trời ơi tội nghiệp không? Thôi nói tội nghiệp dữ vậy dễ trời. Dễ thương quá. Ờ à, thấy thương quá à. Em nãy em nói sinh năm mấy chị quên rồi. Dạ 1987. Bên này 94. Sao bấm ra không? Nó thích coi bói không? Dạ. 87 là mạng quả đúng không? 94 dạ. Là mạng gì ta? Quả luôn. Dạ. Bên kia là Lư Trung Quả, còn bên em là cái gì quả? Sơn Dầu Quả. Dạ chị Thư ơi. Ơi. Cho em 99 chút, em là Quả Trung Kim à. Lư Trung Quả chứ, 87 là Lư Trung Quả. Quả Quả Sơn. Quả Quả Sơn. Kỳ mới qua coi phim quên. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè. Hai đứa dễ thương lắm á. Theo em á thì cái người trong mộng của em, em hình dung nó sẽ như thế nào? Cao trên 1m6. Hơi gần gần á. Trên. Đẹp trai thì không cần đẹp trai lắm, nhưng mà là người của gia đình. Em này là gia đình rồi đó, rất là hiền lành luôn. Bảo đảm ngày nào cũng lấy hình em ra hôn. Em có hình em đưa mượn hôn cái. Có người, anh... có người thì người hung hành chi anh. À có người hung người hả? Dạ. Bây giờ Chẩn là ở dưới quê, làm dưới quê, em làm Sài Gòn. Ví dụ như hai đứa tiến tới nhau mà được đi, rồi em có chịu về quê không? Cùng quê thì chắc cũng về quê được đó chị. Cùng quê mắc mớ gì cũng về quê. Bây giờ em muốn tìm bạn gái thế nào nè? Dạ bạn gái phải hiền, biết chăm lo gia đình. Bên kia hiền khô à? Dạ. Bạn gái cao trên 1m55 là được rồi. Rồi xong. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Giống như là thoáng trong các mối quan hệ của em là được. À, tức là đừng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ. Vậy quản lý tiền bạc thì sao? Cái đó thì không vấn đề chị. À chà. Đem lên quà tặng là thấy kèo thơm rồi đó. Được rồi đó, ổn rồi đó.